mắt từ đây thằng làm xương thế. Con này sập xong rồi mình sẽ tặng anh em rồi nhá. Chẳng hay sao chẳng lại đánh lần nữa mình kiểu treo cảnh thế cũng hơi ngu, cảnh thế là treo gần hơn tí nữa thì nó ngon hơn, gần một tí nữa thì còn là hay nữa thôi. Tính ra cái xương nó vào mà đi đừng đánh nhảy xuống chết rồi, nay mình nhảy vẹo dây điện rồi. Chuyện nha. Đấy. Chuyện buồn. Có hơn người xem clip một cái đi. Ấy đây thôi đi, mày mất rồi, ra vanh rồi. Vanh vanh nào, mẹ buồn khủng.